Đoàn cán bộ y tế chi viện cho miền Nam chống dịch bệnh COVID-19 đợt này gồm 45 bác sĩ, 114 y tá, điều dưỡng và 22 kỹ thuật viên y tế đến từ các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương. Trong đó 49 người đến từ Bệnh viện C, Bệnh viện 199 Bộ Công an có 17 cán bộ chiến sĩ, Bệnh viện Trung ương Huế 51 cán bộ nhân viên và 64 người đến từ các bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Các y bác sĩ này sẽ thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện dã chiến, bệnh viện chuyển đổi công năng, hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vaccine tại các cơ sở y tế thuộc thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, vào lúc này, chuyến bay mang số hiệu VN129 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã chuẩn bị cất cánh đưa 181 y bác sĩ điều dưỡng chi viện cho các tỉnh thành miền Nam để chống dịch. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID tại miền Trung vẫn đang diễn biến rất là phức tạp, thì việc vẫn huy động lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tham gia chi viện cho miền Nam chống dịch là sự nỗ lực không nhỏ của ngành y tế. Việc làm có ý nghĩa này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam nhanh chóng chiến thắng đại dịch COVID-19.